cho các phát biểu sau. Có điều kiện thường chất béo này tồn tại trạng thái rắn. Chúng ta muốn biết nó rắn hay không, chúng ta thuộc vào gốc hydrocarbon. Cái C17H33 là gốc không no, thì nó là chất béo gì? Chất béo lỏng. Chất béo rắn khi trong công thức cấu tạo nó sẽ xuất hiện C17H35 và C15H31, đây là hai gốc axit béo no, được chưa em? Hoặc là xuất hiện cả hai thằng này cũng được, không sao cả. Này là sai. B. Fructose là monosaccharide duy nhất có trong mật ong. Nghe chưa đúng. Chúng ta lưu ý là trong fructose, trong mật ong chúng ta có hai loại monosaccharide là fruct 40 và glu 30. Cái này mình nói nhiều rồi. Chắc chắn các bạn sẽ tỉnh táo điều này. C. Thành phần chính của giấy là cellulose. Chính xác em nha. D. Trong công nghiệp dược phẩm, sắc dùng để pha chế thuốc. Hoàn toàn đúng. E. Amylose và amylopeptin đều có trúc mạch phân nhánh. Sai. Amylose là mạch thẳng, còn amylose có trúc, amylopeptin là mạch phân nhánh. Hiểu không em? Được chưa? Lưu ý đó là gì? Vì lý do sao mà gạo tẻ và gạo nếp. Được chưa? Gạo tẻ tức là gạo gạo, còn nếp nếp đúng không ạ? Gạo với nếp thì cái nào nó sẽ hay, nó cơm và xôi đi thì thằng nào có độ dẻo tốt hơn? Xôi đúng không? Vì sao? Vì trong cái thành phần của xôi á, thì thằng amylopeptin nó mạnh hơn, nó nhiều hơn so với thằng amylose. Hiểu chưa bạn? Này là sai. Cái thằng này là thẳng này, thằng sau là nhánh này. Ép dầu chuối dùng để tạo hương liệu cho mùi chuối chín là chứa isoamin acetate. Này đúng không? Đây. Chúng ta nhớ cho thầy công thức cấu tạo luôn chứ không lâu ngày quên hết trơn. Acetate là CH3COO. Isoamin. Isoamin là một thằng em song sinh, tên giống y của thằng betin. Ta là isobropin nha. Như vậy đây là CH3 nằm đây. Và thông thường các bạn không để ý cái thằng này. Nha. Chuối ăn hàng ngày mà không gắn không không không, không dán công thức là nhà nó cuối cùng đi thi không nhớ gì hết. Như vậy trong này có 1, 2 này, 3 này. Chúng ta có 3 phát biểu đúng. Câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Thế thôi.